Cái thứ người vậy mà lì lợm hết sức, đuổi hoài mà cũng không chịu đi, thiệt là bó tay với cái dạng người này mà. Thưa mẹ, vợ chồng con mới về. Thưa mẹ, con mới về. Anh chị chịu về coi tôi chết chưa phải không? Mẹ à, mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Con đưa Trúc Trà về đây rồi, con xin mẹ đừng gây khó khăn cho vợ con nữa, để vợ con còn ở đây chăm sóc cho mẹ nữa chứ. Tôi không cần ai chăm sóc hết, tôi có tay có chân, tôi tự lo được. Mẹ à, mẹ cũng lớn tuổi rồi, nửa đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì xảy ra thì sao mẹ? Thì chết chứ sao. Tôi không cần ai quan tâm. Mấy người đi lo cho vợ của mấy người đi. Con là con trai duy nhất của mẹ, nếu con không quan tâm mẹ thì con quan tâm ai nữa đây? Nếu con quan tâm mẹ thì tại sao không nghe lời mẹ? Kêu mẹ ly dị nó đi để dứt khoát cho xong, mà mẹ có nghe lời mẹ đâu. Mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu mà không thể sinh con. Cô cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó nghe lời cô dữ vậy? Nếu cô thương gia đình nhà tôi thì hãy tránh xa con trai tôi ra đi, vì nó cần phải có con cái để nối dõi tông đường nhà này. Mẹ à, mẹ sẽ không bao giờ có cháu đâu. Anh, con không có khả năng sinh con. Con vô sinh. Theo kết quả xét nghiệm cho thấy anh bị vô sinh. Có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Không đâu, kết quả xét nghiệm ở đây chính xác lên đến 99%. Số lượng tinh trùng của chồng cô không đủ. Về hình dạng thì có sự chuyển động bất thường, cho nên kết luận cho thấy anh ấy không có khả năng có con. Vô sinh. Vợ con đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Hôm nay con sẽ nói cho mẹ biết sự thật. Lỗi không phải là do ở vợ con, mà là do con. Con không thể có con, mẹ hiểu không? Anh à, mày nghĩ mẹ tin lời mẹ sao? Chỉ là bày bịa chuyện để lừa gạt mẹ thôi. Muốn để cô ta tiếp tục ở lại làm dâu nhà này đúng không? Mẹ à, phải làm sao mẹ mới hiểu được? Đây là sự thật đúng mẹ à. Một người đàn ông như con nói ra chuyện này dễ chịu lắm sao mẹ? Khi mà mày mê muội rồi thì chuyện gì mà không dám làm hả? Mẹ đâu có biết, khi tụi con cưới nhau được 2 năm á, tụi con rất lo lắng về chuyện con cái. Tụi con đã dẫn nhau đi khám rồi, bác sĩ cho biết là con vô sinh, nhưng tụi con vẫn tìm mọi cách để chữa trị, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả. Không thể như vậy được, tao không tin. Con đã muốn nói sự thật này cho mẹ biết từ lâu rồi, nhưng vợ của con cứ khuyên can vì sợ mẹ buồn, sợ mẹ tuyệt vọng. Nhưng mà đổi lấy được gì mẹ? Trúc Trà phải chịu sự ghẻ lạnh, áp lực của mẹ bao nhiêu năm qua. Mẹ, cho dù tụi con không thể có con, nhưng tụi con vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Hai người ra khỏi nhà tôi ngay. Muốn sống hạnh phúc hay đau khổ gì đó thì đi chỗ khác, đừng bao giờ chàng ràng trước mặt tôi nữa. Nếu mẹ không chấp nhận sự chân thành của hai vợ chồng con thì sau này mẹ đừng trách hai vợ chồng con bỏ bê mẹ. Anh à, đi đi đi, đi hết đi. Đi hết đi. Trời ơi, không thể nào là sự thật. Gia đình này không lẽ tuyệt tông tuyệt tử sao? Tôi là
làm sao mà anh nói với tổ tiên gia đình này?